Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em gửi tới mọi người một cái video giới thiệu về combo sản phẩm má phanh trước sau của Toyota Vios 2007 đến 2014. Hàng được sản xuất bởi hãng Adivic, công nghệ của Nhật Bản, được sản xuất tại Đài Loan. Đây, em xin mời mọi người sẽ cùng em nhìn tổng quan của sản phẩm. Vỏ hộp của hãng má phanh này là màu vàng. Vâng ạ. Bên trong mỗi một bộ má phanh sẽ bao gồm 4 má và một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Với cái mức giá không quá cao, giá tầm trung nhưng cái chất lượng của sản phẩm của nó đã được kiểm nghiệm rất là kỹ càng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Đây mọi người nhìn ạ, với cái lớp má của nó rất là dày và cái độ ma sát của nó, đây mọi người nhìn cái mặt bìa amiang của nó rất là dày, rất là mịn. Và rồi hẳn rằng mọi người cũng đã nhìn được tổng quan của sản phẩm đúng không ạ? Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người có nhu cầu tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin chào ạ, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.